Và xin chào anh em đã trở lại với Minecraft Big Salmon siêu công nghệ cấp tập thứ thứ hình như hôm nay là thứ 8. Ok, tập thứ 8 và xong. Ok, con dê. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là trên level cho con Dragon Ne cho nó tiến hóa. Ok, Dragon Root. Ui, quá đi. Dưới kia có con Venusaur kìa. Quốc nó nè. Nè, rồi, level 40. À đù, lông nhiều ơi. Nó con này lông gì đây? Tăng EV tấn công đặc biệt của Pokemon lên 1. Có thể đưa vào, ok được. Đây. Ừ, cái lông này khá là ổn ấy, cho nên nó sẽ tăng điểm EV cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ hốt xác con này. À, Venusaur level, ôi level 70 rồi. 70 rồi. Sợ thế. Má sợ quá. Đầu phòng Giratina ra chơi nó rồi. Rồi. À đù, ôi má nó luôn ngủ. Đùa nhau. Kiwi. Mặc dù là khắc hệ nhưng mà tôi tin chắc là con Kiwi của tôi nó sẽ không khiến tôi thất vọng. Tôi nó sẽ quất được. Chết bà nó rồi. Nó ngủ luôn rồi. Không sao hết, vẫn còn con người đây ninja mà, anh em bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ. Nó mày làm sao mà nó nghĩ được, làm sao mà nó nghĩ là tôi đổi Pokemon liên tục được. Nó mày nhường. Này. Đây. Đây. Rồi, về. Một phát nữa. Một phát nữa. Rồi xong. Ok. Dragonair lên level 51. Để hôm nay tôi cắm rễ ở khu này coi thử là nó sẽ ra con gì nha anh em. Hiện tại bên đây là có một bé Starly này. Bên kia là có một con, ui, một cái Ultra Quang Hô. Ok. Có một, ui, à chim. Con chim này to, à không, ý tôi là con chim này mà. Cái gì, ui, có gì ấy. À không, nó cũng là con chim thôi. Á tù, ô một đôi chim. Một đôi chim đang đi với nhau. Một con chim đực, một con chim cái. Đúng là hai con này gầy. Mày đi chim đực chim cái hay là hai đứa gầy. Ôi. Wait, fuck. Đây. Còn ngồi nó dẫn hụt. Má khúc này. Level 60. Ok. Dragon Root. Chết còn đi ngồi. Không sao hết. Dùng chiêu gì đây? Xem biết tốt à. Ok. Chưa chết. Ok. À fuck you bitch. Mày ngon mày bước ra khỏi quả này đi. Mày mà dám bước ra khỏi quả này, tao thề với mày là tao sẽ dục thêm một quả nữa. Ngon, mày dám không? Dám không? Dù nó dám kìa. Má. Con này láo cá rồi. Mày nhờ. Ui, Mel Metal. Ôi. Được chưa? Rồi, bắt được rồi. Ủa, gì vậy? Nó là một con Mel Metal Fusion Version. Max nhìn nó xấu vậy ta. Cái đầu xanh. Sao nhìn con này nó cứ... Con này nhìn tôi thấy nó một lần rồi nha anh em. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn lại, tôi nhìn nó thấy nó khá là giống cái máy giặt đó. À không, đút đồ vô đây, cái giặt đồ hợp lý thôi mà. Hello cô, quay mặt nhìn tao cái coi. Rồi nhìn tao, ủa mày khinh tao hả? Này, quay lưng qua đây, à quay mặt qua đây. Quay mặt qua đây. Mất dạy. Cốt nạn. Đù. Đây rồi. Rồi thôi kệ đi. Bây giờ chúng ta sẽ quăng Ultra Ball như người nó. Này vô luôn. À đi vô. Vô luôn nè. Vô luôn. Fuck. Vô luôn. Bây giờ vô luôn. Fuck. Chúng ta sẽ nhẹ nhàng một cái semi thoát. Rồi. Hơi nhẹ quá ha. Cú để tôi coi thử có xài được chiêu khác không. Cosmic Power thì sao. Này này là tăng phòng thủ. Và là thọc nó nửa cây rồi nè, bây giờ thọc thêm phát nữa nè, là còn 1/4 cây. Ok rồi, thêm một phát nữa, một phát nhẹ nhàng thôi đó, thục nhẹ thôi. Đấy, rồi ok tốt rồi. Bây giờ chúng ta có thể quăng Ultra Ball vô đây rồi nè. Đó, một con shiny drip long đang ui nó ra rồi. Nhìn ra nhanh thế nha. Ultra Ball con mặt lờ này, mày còn có 10% máu thôi còn không chịu vô nữa. Đù. Nó nhất quyết không chịu vô luôn đó. Nó chê tôi xấu trai hay gì vậy? Chắc là nó sợ tôi đẹp trai quá rồi xong nó chiếm hết ánh hào quang của nó. Cho nên nó không chịu vô, nó không chịu nhập team chung với tôi. Đúng thiệt. Một con boss Absol nè. Ok, xong con này là tôi sẽ qua tôi chơi con boss Absol đấy, nếu mà nó còn. Đó, chứ tôi tình hình này nếu mà quăng hết đống này rồi xong một con để hy sinh.
Tại thành nếu mà chờ cho con này nó vô bôn thì chắc Absol nó cũng disappoint mất. Sao bây giờ tôi với con Greninja nó hòa là một rồi ta? Nhìn nó hơi gay. Ô má, tư thế này nhìn nó kỳ quá. Greninja đứng ra chỗ khác đứng mày ơi. Nó tư thế này kỳ quá. Ồ không, tục quá. Kênh này có con Discord nha mày. Kênh có con Discord mà đứng cái tư thế gì tầm bậy tầm bạ. Rồi xong thêm một đứa nữa là hy sinh. Lần này đích thân Giratina ra luôn. Rồi xong nó cũng đéo vô. Má vô 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 đi vô phắc phắc phắc. Nó vẫn đéo vào. Mel Metal Fusion. Rồi bắt được về mà tao trói lại tao tét cho nát đít. Mà con này bằng kim loại mình tét nhiều khi tay mình nó nát trước á. Nghe nó hơi kinh rồi. Đéo không? Bao nhiêu bi đút vô hỏng rồi nó còn không chịu nữa. Trời. Vô đi cu. Vô đi bạn ơi. Bạn ơi tới vụ ngọt cậu này vô đi. Đéo con mẹ mày. Mày không thích vụ ngọt bây giờ tao chơi dọc giang hồ với mày luôn. Vô. Vô. Con ngựa mày. Tại sao? Này tôi ra tôi quăng quăng bôn thủ công với con này cho tụi ơi. Ok quăng quăng thủ công gì vui hơn anh em. Nó không có bị kẹt một cái màn hình. Kẹt màn hình nó cứ chán chán kiểu gì á. Á đù. Ui level 50. Chiến ngay. Á đù. Ui. Ui. What. Ê con gì đây? Con gì đây? What the fuck. Cô tê ấy. Cô tê quá cho nửng cái ơi. Ê. Cô tê á. Nửng cái. Ok. Thôi tôi sẽ hốt con này. À đù. À không, tôi tưởng nó dễ vậy. Hoa cái đéo. Kệ mẹ con kia đi. À không thoát ra là để mất con cá này rồi. Con này nhìn cô teo quá. Tôi phải hốt nó. Rồi. Đây. Cái điệt. Cái điệt. Này ok. Đây rồi. Lắp vô. Đây. Rồi bắt được luôn rồi. Hay. Rồi ngon. Sabedo Fusion luôn. Tuyệt vời. À, cá voi với con cá mập kết hợp lại thành một. Còn gì tuyệt vời hơn. Rồi con này thì xử nhanh thôi mà. Level 52. Level bao nhiêu là tiến hóa ta? Hình như là 55. Đúng không nhỉ? Nếu như đúng thì hy vọng là đúng thật. Rồi 54 rồi nè. Ô kim cương. Ú với con này được kim cương luôn ngon. Rồi còn con mặt lờ này. Mày có hai sự lựa chọn. Một là vô. Hai là tao sẽ cắt cơ hi mày. Ba là tao sẽ bắt mày xong tao cắt cơ hiêm mày. Chọn cái nào? Fuck. Ok. Nãy giờ tôi đã lên đên chỗ này hơi bị nhiều á. Mà mặc là nãy giờ chưa dùng quá chẳng nên tao giết. Chắc tôi phải giết con này quá. Con này nhìn tao xấu mà nó còn khó vô nữa. Cái thứ gì nói thứ gì cho nó lịch sự đi anh em. Phải chửi nó sao cho nó lịch sự đi. Sao tôi có thể mạt sát con này mà tôi vẫn giữ được là sự văn minh của loài người đây. Rồi lần cuối nè. Cái cuối nè. Không vô là bố mày xử nha. Chứ không bố mày đeo muốn tố bôn với mày đâu. Mày chuyện này giờ tốn hơi bị nhiều á. Rồi xong mày xác định mày rồi. Mày đã lựa chọn. Ở đi. Đứng im. Cái đi. Đứng im. Má cái gì. Sao đứng im mà mình của quán cũng không dính. Này mày đã lựa chọn số phận của mày rồi. Bây giờ tao tuyên bố. Với con Greninja này tao sẽ cắt cờ của mày. Vậy đi. Chết mẹ, thôi tao lấy con Kawi ra cắt. Rồi tao tuyên bố với con Kawi, với con cá khổng lồ này, tao sẽ cắt cờ của mày. Waterfall. Boom, nó chưa chết luôn. Ê thử, ê từ từ, biết đâu lần này nó nhờn sao. À đâu biết đâu lần này nó chừa sao. Nó vô nè, anh em coi nha, nó vô nè. À, đít người. Ok. Ui, nhiều sắc hết. Rồi, Dragon Air đang tiến hóa. Và chúng ta sẽ có một con Dragon Knight. Và sau đấy chúng ta sẽ nhét con Dragon Knight nó vô PC. Ông mà những cái này mập mập cu tê phết nè. Tôi nghĩ tôi sẽ không nhét nó vô PC đâu. Tôi sẽ dùng nó luôn. Nhìn nó cũng đẹp ấy. Đù. Ôi thằng này. Nào đó có chó ấy. Đù. Này ghê bay. Mày nhờ. Ok. Rồi tôi sẽ dùng con này luôn nha anh em. Con này nhìn cu tê á. Trứng nở. Hai trứng luôn, hai trứng. Rồi một con Sandriu và một con Esga Kute. Ok, Kute chứ không phải Kuto nha, xin lỗi. Tôi đọc lộn. Rồi một con Fanbi. Con này thì xác định nha. Nhanh lắm. Đó, một phát một. Một cái Wishing Bay này, ok. Rồi rồng bay nè. Ủa mắt con rồng này nhìn cảm giác nó nặng nặng sao á. Rồng này bụng to, bay nặng sao á. Ừ, đúng thiệt á. Má sao nó hướng à, đây ok. Sao nó hướng xuống dưới rồi ta. Bên này có cái gì đây? Duprio à. Suwana.
Ok, à đúng rồi, này cũng bố láo này. Hurricane rồi xong. Rồi, bây giờ thì đi đâu tiếp ta? À, đây, anh bò. Sao bạn bò nhá? Đây. Rồi Hurricane. Rồi xong. À đồ ấy có ngựa à. Có Charizard không nè. Vậy là hello Charizard. Level mấy đây? 70 luôn á, ghê. Ghê á. Ồ mắc con chết mẹ nó hơn con đời này 20 level. 21 level. Đó. Đó, ui. Ui. Chiến vãi nồi. Ao nhây. Chuẩn bị. Đâu rồi, quốc đó. Trời, hai phát chết luôn. Hoa chiến. Chiến quá. Đúng là quyết định đúng đắn khi mà xài con này. Béo mất mà nó còn mạnh nữa. Okay, bây giờ thì tôi nghĩ là tôi nên ở nhà. Tại vì ở nhà hồi trước tôi cũng thấy là có spawn một số con rất là đặc biệt mà tôi không có bắt, tại vì bữa đó không có quay. Bữa nay tôi sẽ ở nhà tôi chờ lại coi thử xem tụi nó có spawn ra lại không. Ok, cho tiền thể tôi cũng sẽ xây lại nhà luôn. Tôi nghĩ là cái nhà nó sẽ ở đây. Ok, nhà nó sẽ ở ngay đây, ngay tại vị trí này. Rồi, căn nhà nó sẽ có hai lầu ha. Tôi nghĩ là nó sẽ có hai lầu, một khu vườn nhỏ, một cái tầng hầm nhỏ nhỏ cho những bé. Một cái tầng hầm nhỏ nhỏ để chứa đồ. Đúng rồi, để chứa đồ. Ok, để chứa đồ. Nếu mà bây giờ tôi xây ngay trên này thì nó hơi nhỏ ha. Tôi nghĩ tôi nên đào ra. Tôi sẽ đào khu này rộng ra xíu. Rồi má nó trước cái xẻng FSC 3 mà đào xong muốn lòi trĩ luôn. Được. Bây giờ mà xây nhà nó chắc mẹ trĩ của tôi nó xấu muối luôn anh em ơi. Đậu phòng nhiều khi đêm tôi không để ý mà nó tự nó banh nát háng tôi ra, nó tự chui ra ngoài nó đi luôn. Nghe sợ vãi nồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xây một căn nhà thật là thân thương ở đây. Và với đống gỗ này thì tôi nghĩ là xây ổn thôi. Bây giờ tôi sẽ xây nhà ra. Đây, nhà tôi nó sẽ ở đây. Đúng không? Rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xây cái khung. À không, vậy nó là một cửa thôi. Rồi. Cái chỗ này thì cái cửa nó sẽ lộ ra xíu. Đó, nó sẽ lên như này. Đây. Để tôi nghĩ là nếu mà để cho nó là có cái gì đó đặc biệt á, tôi nghĩ chúng ta nên xây thêm kiểu này. Ok. Đây. Ok, thì nhà nó sẽ trông như này. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm cái này. Này, rồi, vô đây. Lắp vô đây, nó nhìn cho nó hành tráng. Ở đây nữa nha. Đây. Lắp thêm mấy cái này vô. Đó. Đó, ok. Ổn á. Ổn rồi. Được á. Ô, cái gì? Ô, cái gì? Ôi phật. Cái quần quỳ gì đây? Má đù, sao nó to vậy? Má sao nó to vậy? Từ con đã bắt được không ta? Nên tôi qua tôi check thử coi. À đây, nó đây. Rồi đây, ui. Má nó khổng lồ luôn kìa. Rồi tôi sẽ quan thử quả Ultra Ball cho nha. Ôi được không? Được không? Được. Ô đu. Adu. Mày tự nhiên mình sở hữu con Pokemon to nhất thế giới. Vậy rồi. Oh fuck. Adu. Rồi đây nó đây. À con này là con Snorlax bên Pokemon Unite. Được. Vậy rồi ạ. Đây nha. Rồi, đi né xa tao ra. Đừng lại gần quá. Holy shit. Ô má, con này mà nó địch một cái thì thôi mẹ bay mẹ nóc nhà. Thôi, cất vô nguy hiểm quá. Để đây lớn ngớ một hồi mày đè chết tao nữa. Thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta đã xong cái vẻ ngoài tạm thời của căn nhà. Ok. Nhìn nó có phèn phèn cái gì ta? Rồi mình sẽ thêm này vô. Này. Ok.
Đó, thì hiện tại nhà nó trông như này. Rồi bây giờ mình sẽ thêm hàng rào vô. Cái này nhìn nó hơi phiền á, tôi nghĩ tôi sẽ chỉnh lại như này. Ok. Rồi. Phần này thì đặt vậy. Rồi. Lắp một cái hàng rào vô. Rồi. Thì hiện tại là nhà tôi nó trông như này. Nó hơi xì đà.